Trong năm 2020, nhiều sao Việt gặp không ít rắc rối bởi những phát ngôn trên sóng truyền hình và mạng xã hội, trong đó phải kể đến như Trấn Thành, Hương Giang, Vũ Khắc Tiệp, Đàm Vĩnh Hưng. 1. Trấn Thành. Hồi đầu năm nay, trong một chương trình truyền hình, Trấn Thành đã vô tư trêu chọc ca sĩ Đức Phúc. "Này Phúc ơi, anh giới thiệu cho em anh Minh Béo nhé." Sau đó, nam MC Trấn Thành lại bồi thêm: "Không chịu à, em làm sao thế, trải nghiệm vậy mới sướng." Điều đáng nói là diễn viên Minh Béo từng bị bắt tại Mỹ vì tội liên quan đến trẻ em, khiến truyền thông quốc tế lẫn Việt Nam đều phẫn nộ. Phát ngôn của Trấn Thành ngay lập tức mang về cho anh nhiều chỉ trích vì kém duyên. 2. Hương Giang. Sau khi đăng quang cuộc thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018, có một điều rất rõ ràng đó là sự nghiệp của Hương Giang đã chạm tới đỉnh cao. Tuy nhiên, trong năm 2020 này, nàng hậu chuyển giới đã thực sự lao đao vì làn sóng tẩy chay từ các anti-fan. Trong một phỏng vấn hồi đầu năm, Hương Giang đã có chia sẻ gây chú ý về anti-fan. "Tôi có rất nhiều anti-fan nhưng không áp lực gì với họ. Anti-fan đang bị ám ảnh bởi việc phải làm tôi đau khổ nên luôn đeo bám. Tôi thấy họ mới là những người đáng thương nhất. Cuộc sống của họ chẳng có gì nên cứ quanh quẩn với những công việc sẽ khiến tôi đau khổ, nhưng tôi không quan tâm, tôi không có gì phải sợ hết." Đến khi bị anti-fan tẩy chay, nàng hậu lại quyết làm ra ngô ra khoai. Chính điều này đã khiến cho làn sóng tẩy chay trở nên mạnh mẽ hơn. Cuối cùng, Hương Giang đã phải lên tiếng xin lỗi. "Xin lỗi nếu những thái độ, cử chỉ, lời nói hay quyết định của Giang có vô tình làm tổn thương bất kỳ khán giả hay người đồng nghiệp nào hoặc khiến mọi người hiểu lầm và khó chịu." 3. Vũ Khắc Tiệp. Hồi tháng 3 năm 2020, khi phải đi cách ly tập trung giữa diễn biến dịch Covid vô cùng căng thẳng tại Việt Nam, Vũ Khắc Tiệp đã có thái độ không hợp tác với nhân viên y tế tại nơi cách ly. Không những thế, ông bầu của Ngọc Trinh còn có loạt phát ngôn làm dậy sóng mạng xã hội như là "ở đây rất là ngột ngạt", "tôi nghĩ tôi không bị bệnh mà đến đây tôi bị bệnh đấy", "tôi sẽ bị bệnh vì ở đây khác hoàn toàn với cuộc sống và sinh hoạt của tôi ở ngoài". Trước làn sóng chỉ trích của cư dân mạng, ít ngày sau đó, Vũ Khắc Tiệp đã phải lên tiếng xin lỗi. "Trước tiên, gửi lời xin lỗi đến tất cả vì đã để mọi người phải suy nghĩ. Điều áy náy và dằn vặt nhất những ngày qua là không tự ý thức bản thân, nâng cao hiểu biết để tự giác cách ly ở nhà những ngày đầu về nước, kể cả khi chưa có lệnh cách ly từ chính quyền." 4. Phương Thanh. Cuối tháng 10 năm 2020, trong chuyến đi từ thiện giúp đỡ đồng bào miền Trung đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề do bão lũ gây ra, Phương Thanh đã gặp những câu chuyện khiến cô không hài lòng, nữ ca sĩ viết lên trang cá nhân. "Nhiều người dân trên bờ chỉ bị ảnh hưởng nhẹ, không nằm trong vùng mưa lũ, cũng canh me đồn rằng đoàn Thủy Tiên tới cho 10 triệu kìa. Toàn canh me 10 triệu, không bị lũ lụt nắm cũng canh me tiền, vô tình tính tham của con người cũng bắt đầu trỗi dậy." Phát ngôn của nữ ca sĩ Phương Thanh lập tức gây tranh cãi dữ dội, nhất là người dân Quảng Ngãi. Họ cho rằng Phương Thanh đang vơ đũa cả nắm, làm xấu hình ảnh của người dân Quảng Ngãi. Nhiều người còn nghĩ nữ ca sĩ có thái độ sân si với Thủy Tiên. Sau phát ngôn này, Phương Thanh đã có buổi làm việc với chính quyền địa phương tỉnh Quảng Ngãi. Cô cho biết mình chỉ muốn nói về mặt trái của từ thiện, ngoài ra không có ý xấu nào khác. 5. Linh Miu. Đầu tháng 12 năm 2020, để chia buồn về sự ra đi đột ngột của nghệ sĩ Chí Tài, diễn viên Linh Miu viết: "Có chúc mừng chú Chí Tài vì chú về với trời. Ở trần gian khổ lắm, chú hết nợ trần gian rồi, nên chú về trời, chú yên nghỉ nhé. Chúng con luôn nhớ đến chú và noi gương chú trong con đường nghệ thuật." Phát ngôn của Linh Miu nhanh chóng gây sự chú ý và trở thành tâm điểm chỉ trích của khán giả. Việc nữ diễn viên dùng từ chúc mừng để nói về sự ra đi đột ngột của một tiền bối trong nghề khiến cho nhiều người không hài lòng. Thậm chí, không ít cư dân mạng lên tiếng chỉ trích, cho rằng Linh Miu đang cố tình đăng tải bài viết để gây chú ý. Ngoài ra, tháng 8 năm 2020, Duy Mạnh gây phẫn nộ khi đăng nhiều thông tin trên trang cá nhân, những lời lẽ không đúng với thuần phong mỹ tục về biển đảo Việt Nam. Ngay sau đó, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh đã mời ca sĩ Duy Mạnh lên làm việc và xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng vì có những phát ngôn tục tĩu. Hòa Minh Di, Đàm Vĩnh Hưng, Cát Phượng bị phạt tiền vì phát ngôn sai về dịch Covid-19. Là người của công chúng, song những nghệ sĩ Việt cũng không tránh khỏi những phát ngôn gây tranh cãi do bất cẩn hay bức xúc trước các vấn đề mà bản thân quan tâm. Bạn có suy nghĩ gì về những phát ngôn gây tranh cãi của sao Việt trong năm 2020? Hãy chia sẻ quan điểm của bạn với Blog Giải Trí nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nhấn like, share và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới nhất của Blog Giải Trí nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo!